Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Chu Tiên. Trong tập trước, Tiểu Phàm đã để lộ Thiêu Hòa Côn là món đồ huyết luyện. Khi vừa tỉnh lại, cô lập tức bị trưởng môn Đạo Huyền chân nhân gọi tới chất vấn. Cô đem mọi chuyện bẩm báo lại, bản thân hoàn toàn không biết gì cả. Lão già Thương Tùng nghe về liền phản bác, lời nói của Trương Tiểu Phàm tuyệt đối không thể tin. Cây gậy này rõ ràng là vật huyết luyện. Phép huyết luyện âm hiểm ác độc, không phải yêu nhân ma giáo sao lại có kiến thức và pháp lực mà rèn đúc bảo vật này? Lão lập tức nhận định cậu là gian tế ma giáo. Điềm Bất Dịch nghe vậy liền tức giận, nếu Trương Tiểu Phàm thực sự là gian tế thì sao lại thi triển pháp bảo trước mặt mọi người? Thương Tùng nói thêm, hành vi của yêu nhân ma giáo luôn khó sò, làm ra chút chuyện cổ quái cũng không phải lạ. Điềm Bất Dịch phản bác, đây chính là cưỡng từ đoạt lý. Trương Tiểu Phàm nhập môn 5 năm chưa từng xuống núi, làm gì quen biết yêu nhân ma giáo? Lão ta vẫn không bỏ cuộc, lão thấy cậu chính là gian tế ma giáo trăm phương ngàn kế xếp vào Thanh Vân Môn, theo hình pháp thì đáng chém đầu. Trương Tiểu Phàm nghe thấy thế thì vô cùng lo lắng, Điềm Bất Dịch nhảy tới trước mặt bảo vệ đồng thời thách thức, ai dám động tới đệ tử của lão, hai người nhanh chóng động thủ, không ai chịu nhường ai. Hành động tùy ý động thủ giữa đại điện này làm cho Đạo Huyền trưởng môn cũng phải tức giận. Điều này chính là coi lão không có mặt ở đây, còn ra thể thống gì nữa. Hai người kia nghe thấy tiếng quát liền dừng tay, Thương Tùng đạo nhân bẩm báo, lão thấy Trương Tiểu Phàm thực sự khả nghi, cho nên muốn xin phép mang về thẩm vấn, tất phải trả rõ quan hệ giữa cậu ta và ma giáo. Điềm Bất Dịch đứng lên định phản bác, vậy nhưng Đạo Huyền đã ngăn cản. Ông cho rằng pháp bảo này tuy có khí tức khủng sát, vậy nhưng ẩn trong đó không giống hung vật từng thấy của ma giáo. Thương Tùng nhất quyết không bỏ cuộc, yêu nhân ma giáo hung ác nham hiểm, tha rằng giết nhầm chứ không thể tha cho. Lời này lập tức khiến vị trưởng môn tức giận. Thanh Vân Môn tự xưng chính đạo, luôn luôn quang minh chính đại, tha rằng thai cho cũng không giết nhầm. Nếu làm như lời Thương Tùng đạo nhân thì chẳng khác gì người ma đạo. Lão ta nghe vậy liền cầm họng, không thốt được thêm lời nào. Đạo Huyền cho rằng lão ta đạo hạnh tuy sâu, vậy nhưng vẫn cần tiềm tu đạo nghĩa, tìm hiểu đạo pháp mới phải. Nói rồi, Đạo Huyền chân nhân liền quay về phía Tiểu Phàm phân phó. Lần này cậu xếp hạng thứ 4 trong hội võ thất mạch. Bây giờ lão lệnh cho cậu và bà ngồi đứng hạng đầu cùng nhau xuống núi rèn luyện. Không phụ ân vun trồng của Thanh Vân Môn. Còn về món vũ khí, vật đó chỉ có cậu mới sử dụng được. Trước tiên cứ cầm về dùng. Trương Tiểu Phàm nhanh chóng cúi đầu cảm tạ. Những người được cử ra bên ngoài rèn luyện gồm có Tề Hậu, Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm. Bọn họ nhanh chóng chào tạm biệt tông môn rồi lên đường. Lần này rời đi, Trương Tiểu Phàm cảm giác vẫn giống như lúc bản thân lên núi vào 5 năm trước, không có gì thay đổi. Tăng Thư Thư giải thích, Thanh Vân Môn ngàn năm qua luôn như vậy, chỉ có người là thay đổi mà thôi. Tề Hậu thúc giục, nhiệm vụ lần này cấp bách, trưởng môn sư bá đặt cách cho mọi người có thể ngự kiếm từ chỗ này. Bốn người nghe vậy liền lấy ra vũ khí rồi bay đi. Bởi vì đây là lần đầu tiên tự mình ngự kiếm phi hành, cho nên Tiểu Phàm khá bỡ ngỡ, vậy nhưng cảm giác được bay lên trời cũng thích thật. Sau một hồi phi hành, mọi người cũng gần đến được Hà Dương Thành, Tăng Thư Thư cảm thấy vô cùng hào hứng. Hắn liên tục giới thiệu, trong vòng trăm dặm, đây chính là nơi lớn nhất, sầm uất nhất. Bốn người hạ cánh ở bên ngoài thành, sau đó đi bộ vào bên trong. Bên trong thành vô cùng náo nhiệt. Tiếng người chào mua hàng liên tục vang lên, không hồ là thành trấn lớn nhất của Trung Nguyên. Tăng Thư Thư và Tiểu Phàm thì vô cùng thích thú, liên tục nhìn ngắm xung quanh. Trong khi đó, Tề Hạo và Lục Tuyết Kỳ thì lại nhỏ nhã, điềm tĩnh. Dựa vào y phục, mọi người ở đây cũng biết bốn người chính là đệ tử Thanh Vân, đúng là khí chất bất phàm. Tăng Thư Thư dẫn ba người vào bên trong một tử lầu, hắn đây là đang muốn để cho mọi người mở mang tầm mắt. Chỗ này chính là tử lầu tốt nhất ở Hà Dương Thành, bên trong vô cùng tấp nập. Mới đi vào liền được tiểu nhị chào đón. Tăng Thư Thư tiếp tục giới thiệu, Sơn Hải Uyển này không chỉ có món ăn sắc vị đều tốt, không gian cũng rất lịch sự và nhỏ nhã. Bốn người nhanh chóng tiến vào bàn ăn, tiểu nhị đã chuẩn bị sẵn thực đơn để bọn họ lựa chọn. Tăng Thư Thư xem một lượt rồi liền tục gọi liền vài món, gà nguyên con, thịt kho đông phò, súp nấm tam tiên, đậu hũ sốt cay. Ngoài ra còn có món ăn chiều bài, cũng là món làm nên thương hiệu của Sơn Hải Uyển, chính là mị ngư hầm. Nghe người huynh đệ này nói một lèo, Tiểu Phàm cũng ngạc nhiên hỏi thăm tại sao hắn lại quen thuộc nơi này tới như vậy. Hắn ta không ngại tiết lộ, bản thân từng tới rất nhiều lần rồi, vậy nhưng đều là lén đi xuống núi. Rất nhanh sau đó, đồ ăn cũng được dọn lên, Trương Tiểu Phàm vừa ngửi thấy mùi thức ăn thì đã biết ngon rồi. Cậu ta liên tục ăn ngấu nghiến, đồng thời không quên khen ngợi món ăn chiều bày. Bản thân cậu từng đảm nhiệm công việc bếp núc nên dễ dàng nhận ra mùi vị của nó. Tiểu nhị thấy phải liền thán phục, quả nhiên là người trong nghề. Hắn ta cho biết, món mị ngư hầm này nếu không có loại cá mị ngư tươi ngon nhất thì thần tiên cũng không làm ra được mùi vị này. Đột nhiên một nữ tử lên tiếng cắt ngang. Nàng cho rằng tên tiểu nhị này đang chém gió lừa người, đem món này làm chiều bày, nàng thấy Sơn Hải Uyển chắc không cần bảng hiệu nữa. Vị nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu xanh này tên là Bích Sao. Bích Sao đi xuống bên dưới rồi bắt đầu chất vấn tiểu nhị, nơi sinh ra mị ngư cách đây ngàn dặm. Vận chuyển đến được đây, e rằng đã chết hơn nửa tháng rồi. Tiểu nhị giải thích,
Mị Ngư đúng là sinh ra ở Chu Câu Sơn xa xôi. Vậy nhưng mà nhiều năm trước, Đào Huyền Tiên Trung của Thanh Vân Môn đã đem giống cá này về nuôi dưỡng ở trong Thanh Vân Hồng Xuyên, gần Hà Dương Thành nên tự nhiên cũng có Mị Ngư mới. Bích Sao nói tiếp, Mị Ngư này nuôi dưỡng ở Thanh Vân Sơn, dính hào quang của Thanh Vân Môn thì liền cho thành bảo bối hiếm có. Thanh Vân Môn nghe nói ghê gớm vậy sao, bọn họ không làm chuyện chính sự, lại dành đi chuyên nuôi cá. Lục Tuyết Kỳ nghe những lời này liền đứng dậy, định dạy dỗ cho tiểu cô nương kia một trận vì tội phát biểu liều. Bích Sao tỏ ra không hoảng sợ, hai người nhìn nhau vẻ thân tình. Đúng lúc đó, một giọng nói của một mỹ phụ nào đó khuyên ngăn Bích Sao mau trở về, không thể nhiều chuyện thêm. Nàng ta nghe vậy liền ngoan ngoãn trở lại trên lầu. Đến tối, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi, sáng mai còn phải lên đường sớm. Trên đường quay về, Lục Tuyết Kỳ đã đứng chờ sẵn. Dường như nàng ta đang có tâm sự, suốt dọc đường đều nhìn Tiểu Phàm với ánh mắt ngại ngùng. Trương Tiểu Phàm vẫn giữ nguyên bộ mặt tỉnh bơ, chẳng chú ý đến những thay đổi trong sắc mặt của vị sư tỷ này. Nàng ta nhớ lại trận tỉ thí ngày đó, có vẻ như đó là lần đầu tiên nàng bị đồng môn đánh cho bị thương, buộc phải sử dụng ra quán át chủ bài của mình. Điều không ngờ là chiếu thức đó lại quá tầm với của nàng. Nếu như lúc đó cậu không buông bỏ vũ khí thì người nằm xuống chính là Lục Tuyết Kỳ. Nàng thắc mắc, muốn biết lý do vì sao vào những giây phút cuối cùng đó cậu lại buông bỏ. Lẽ nào là cố ý sao? Trương Tiểu Phàm nghe vậy liền phủ nhận, bộ mặt vô cùng rụt rè. Cậu đều biết rằng, hàm ý trong lời nói của Lục Tuyết Kỳ đâu chỉ có vậy. Điều nàng ta mong đợi là một câu trả lời khác. Nàng ta muốn biết, cậu làm như vậy là vì mình hay sao? Không nghe đúng đáp án mình cần, nên nàng ta liền thất vọng rời đi. Tối hôm đó, cậu gặp phải ác mộng, bản thân bị một thế lực khác kéo xuống vũng máu không thoát ra được. Giật mình tỉnh dậy, Trương Tiểu Phàm liền đi ra bên ngoài hóng gió. Vừa vặn nhìn thấy Bích Sao đang ở đây ngắt hoa nên cậu ta liền đi tới nhắc nhở. Hoa này nở đẹp lắm, tại sao phải hái nó? Bích Sao nhìn thấy Tiểu Phàm cũng không bất ngờ, bản thân hái hoa xuống là để ngửi mùi hương của nó. Đó chính là phúc phận đã tu ba đời của bông hoa này. Nàng thắc mắc, tại sao Tiểu Phàm lại xuất hiện ở đây? Chuyện ban ngày còn chưa tính, ban đêm còn muốn lo chuyện bao đồng nữa hả? Trương Tiểu Phàm ngượng ngùng, bản thân đúng là không có tư cách quản. Vậy nhưng, cây hoa này bị hái xuống liền sẽ chết, lấy đâu ra phúc phận như lời nàng đã nói? Bích Sao thấy vậy liền đối đáp lại, hai người tranh luận một hồi. Nam chính dựa vào vẻ ngây ngồi trôi chảy sự đời của mình khiến cho nàng ta vô cùng thích thú. Nàng muốn biết tên của cậu, còn muốn cậu nhận xét xem bản thân nàng đẹp hơn hay bông hoa đẹp hơn. Nhờ những người còn trẻ khác, khi gặp một nữ tử xinh đẹp đều sẽ khen họ. Trương Tiểu Phàm cũng đưa ra đáp án tương tự, sau đó cũng nói ra tên tuổi của mình. Đâu ai biết rằng câu hỏi vừa rồi chỉ là cái bẫy mà nàng ta đặt ra để thử lòng. Từ nhỏ tới lớn, bất cứ ai cũng khen nàng đẹp, cho nên cậu cũng không có gì đặc biệt. Nàng cho rằng đàn ông bọn họ đều là một loại. Trương Tiểu Phàm tức lắm và nhưng không thể phản bác, cho nên đành mang theo một cục tức rời đi. Bích Dao cảm thấy người thiếu niên này khá thú vị và cảm thấy ghen tị với bông hoa. Ít nhất trên đời cũng có một người thương tiếc cho nó. Tới đây thì tập phim đã hết rồi. Chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn đón xem nhé! Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!